Sự chuẩn bị đổ bộ của Kizaru với ngũ lão tinh Saturn lên đảo Egghead thực sự sẽ đem đến một cuộc chiến cực kỳ hoành tráng sắp tới. Kizaru đụng độ lại Luffy sau 2 năm chứng kiến cậu phải tháo chạy và được Kuma giải cứu, thì giờ đây Kizaru cũng đã có cơ hội một lần nữa bón hành cho cái băng mũ rơm này rồi. À mà phải không? Ai bón hành ai? Cái này khả năng cao là ngược lại đó chứ. Đặc biệt là khi Kizaru được chứng kiến tận mắt Luffy ở trạng thái tóc trắng rồi. Có thể từ trước tới giờ, ổng chưa từng nhìn thấy Nika là cái gì. Vì cụm từ đó và tên của vị thần đó chỉ tồn tại từ thế kỷ trống và những lời kể lại mà thôi. Rất hiếm người mới thực sự biết hoặc ít nhất nhìn thấy hình dạng tóc trắng đó của Luffy. Saturn là ổng biết về điều đó rồi. Còn Kizaru thì sao? Ổng sẽ sốc như thế nào khi ghi năm của Luffy được bật lên và đối đầu với ổng? Trên thực tế thì Luffy ghi năm chỉ mới được sử dụng có vài lần thôi, nhưng nó đã khiến danh tiếng của cậu nổi lên như cồn rồi. Có mấy ai được nhìn thấy nó thực sự đâu. Chào mừng các bạn đến với Thóc Khám Phá. Hôm nay, chúng ta hãy cùng điểm qua những người có thể đã được nhìn thấy hình ảnh ghi năm của Luffy. Và trong video này, mình sẽ bao gồm luôn cả những người không trực tiếp nhìn thấy, nhưng ít nhất được chứng kiến qua tấm truy nã của Luffy cho tới thời điểm hiện tại đấy nhé. Vì các bạn biết rồi đó, tấm truy nã của cậu giờ đây đã được đổi hoàn toàn thành hình ảnh tóc trắng mặt cười của cậu rồi mà. Tất nhiên là đến giờ thì ông nội Gap hay những người thân như Boa Hancock vẫn chưa được thể hiện là nhìn thấy hình dạng đó, nên mình sẽ không đưa vào đây đâu nhé. Luffy với trái Gomu Gomu ban đầu, chắc chắn đến một thời điểm nào đó, sức mạnh thực sự của trái ác quỷ này cũng sẽ được thức tỉnh. Chỉ là ngay cả Luffy cũng chẳng thể ngờ bản thân lại được ông già búp cho sức mạnh bá đạo và phi lý tới như vậy. Và mặc dù không biết rằng sức mạnh này được gọi là Nika, nhưng Luffy chắc chắn đã biết rõ nó mạnh tới mức nào. Bởi lẽ trong cuộc chiến với Kaido đã định sẵn là không chết thì cũng thương vong, Luffy cũng hoàn toàn nhận thức được điều này. Trong lúc cả Luffy và Kaido tung đòn kết liễu cuối cùng, thì một thành viên của tổ chức CP0 đã ra tay trước khi Kaido hạ gục cậu. Chính điều này đã khiến Luffy rơi vào trạng thái bất tỉnh hoàn toàn, sức mạnh trái quỷ của cậu tiến vào trạng thái thức tỉnh. Từ trong trái tim của Luffy, có một giai điệu đã vang lên, đó có thể là giai điệu của sự tự do, chiến thắng. Cũng có thể đó chính là hồi trống tiếp thêm sức mạnh cho cậu tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Chính Luffy cũng phải thừa nhận sức mạnh này chính là đỉnh cao của cậu và nó được gọi với cái tên ghi năm. Có thể thấy, chính Luffy cũng không ý thức được sức mạnh mà bản thân cậu sở hữu nó khủng khiếp, đáng sợ và phi lý tới mức nào. Nhưng mỗi trái quỷ thuộc hệ Zoan đều mang ý chí của riêng nó. Vì lẽ đó mà Luffy cũng đã thừa hưởng ý chí đem lại sự tự do cho con người và nhất là những người bạn của cậu. Nên là kể cả khi biết được ý nghĩa thực sự của trái quỷ này thì có lẽ cậu cũng sẽ không quá ngạc nhiên vì nó đã đúng với những gì mà cậu đã và đang còn sẽ làm được phải không nào? Kaido. Trong mắt của Kaido, những siêu tân tinh như Luffy, Law hay Kid cũng chỉ đủ để lão trải nghiệm năng lực của đám trẻ trâu này là như thế nào. Nhưng có lẽ là Kaido đã quá khinh địch vì trong trận chiến với Luffy, trong khi cậu cực kỳ nghiêm túc đánh đấm hết mình, thì Kaido lại chiến đấu với bộ dạng say ngập đầu, nhưng mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc. Ý mình là đều phải nhận cái kết xứng đáng. Sau tuyên bố đánh bại Kulu bằng một bài diễn văn cực khét, Kaido sau đó đã bị Luffy đánh không trượt phát nào bằng hình dạng mới của cậu. Mặc dù là hắn không biết cái hình dạng này gọi là gì, nhưng sự lố bịch mà nó mang lại là thứ mà khi Kaido sướng dưới đó rồi vẫn sẽ không thể nào quên được. Với khả năng chiến đấu tự do hơn bao giờ hết, Luffy đã hoàn toàn khiến Kaido rớt con mắt theo đúng nghĩa đen khi mà cậu vừa mang cho mình năng lực thức tỉnh của hệ Paramecia, đồng thời lại là trái quỷ hệ Zoan thần thoại. Một kẻ già đời như Kaido nắm giữ 1/4 quyền lực trên đại hải trình, trải qua vô số trận chiến, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thứ năng lực phi lý của Luffy cũng méo thế nào tin được. Nhưng như mình đã nói thì Kaido là một lão già gần thứ thiệt, ngay cả khi chứng kiến sức mạnh gần như không tồn tại đó mà lão vẫn có thể tự tin cho rằng Luffy nhà ta gáy khi thức tỉnh sức mạnh. Cơ mà sau đó Kaido đã trở thành con tốt thí cho Luffy thử nghiệm sức mạnh mới này của mình, và không ngoài sự tưởng tượng của Kaido đã bị hành ra bã khi Luffy tung đòn kết liễu cuối cùng bọc Haki vũ trang và Haki bá vương cấp cao, hoàn toàn hạ gục sinh vật mạnh nhất thế giới suốt hàng chục năm qua. Chính phủ thế giới bao gồm cái Imu. Có lẽ những người duy nhất thực sự biết về sự tồn tại của trái Nika chỉ có duy nhất những kẻ đứng đầu chính phủ thế giới, trong đó bao gồm ngũ lão tinh và cả Imu-sama. Hơn 800 năm trước, nó đã bị chính quyền đổi tên và cách phân loại nhằm che giấu sự thật về thứ sức mạnh này. Đồng thời họ cũng bắt đầu đi săn lùng trái quỷ này bởi sức mạnh phi lý nằm ngoài tầm server trái đất đã khiến họ muốn sở hữu được thứ năng lực này. Tuy nhiên vào khoảng hơn 13 năm trước,
nó đã bị bằng hải tặc của sàn tóc đỏ đánh cắp. Thực sự thì đến lúc đó Luffy không ăn nhầm Jack quỷ này thì có lẽ nhân vật chính của chúng ta có thể là một người khác rồi đấy. Nhưng thật ngược đời, khi mà Jack quỷ mang thương hiệu của vị thần giải phóng nô lệ lại nằm trong tay chính những kẻ đang sống trên xương máu của hàng nghìn người, thậm chí là hàng vạn nô lệ trên khắp thế giới. Những người sẵn sàng xóa sổ hoàn toàn bất cứ thứ gì, bất cứ kẻ nào có thể đe dọa tới lợi ích của họ. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà Jack quỷ này đã rơi vào tay những hải tặc, những kẻ ngoài vùng pháp luật và có thể đối đầu trực diện với chính phủ thế giới mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Vegapunk. Khi nhìn thấy trạng thái biến hình cực cháy của Luffy, Vegapunk đã tỏ ra cực kỳ hứng thú với hình dạng mới này của cậu. Nhưng ngay cả Luffy còn không biết năng lực của cậu là quái vật tới mức nào, thì việc hỏi những người đồng đội của Luffy tất nhiên là không thể cho ông ta một câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, bằng sự hiểu biết và nghiên cứu sâu rộng về Jack quỷ của mình, mà ông nhận ra hình thái mà Luffy sở hữu không khác gì với một vị thần cả. Và cả trong những văn tự cổ đại còn được lưu trữ lại, ông đã nhận ra rằng vị thần đại diện cho trái Gomu hay trái Hito chính là thần Thái Dương Nika, chiến binh của tự do, luôn đem đến niềm vui cho mọi người, giải phóng cho nô lệ trên toàn thế giới. Đồng thời, nó cũng chính là tương lai của toàn bộ nhân loại, bởi những khát khao của con người là không bao giờ biến mất. Cũng chính từ đó, Vegapunk cho rằng Jack quỷ là tiềm năng tiến hóa của loài người. Vì thế mà có lẽ Jack quỷ và người sở hữu năng lực của chúng bị mẹ thiên nhiên là đại dương ghét bỏ và tước đi khả năng bơi lội của họ. Bằng mũ rơm. Và tất nhiên, những người không thể thiếu trong danh sách này của chúng ta đó chính là những thành viên bằng mũ rơm. À thì ngoại trừ Zoro và Brook nhé. Vì lúc Vegapunk giải thích về sự tồn tại của trái Nika thì hai thanh niên này vẫn còn ở trên tàu. Nhưng đối với việc họ biết cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi đúng không? Không một ai biết được lai lịch thực sự về năng lực mới này của Luffy. Chính họ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì thuyền trưởng của mình có thể sở hữu năng lực phi lý tới như vậy. Một phần là bởi cái tên thực sự của Jack quỷ này đã bị chính quyền thế giới xóa bỏ từ hơn 800 năm trước bởi sự nguy hiểm của nó, trong khi thần mặt trời Nika lại chỉ được ghi chép trong những văn tự cổ. Vậy nên không hề khó hiểu khi mà bằng mũ rơm không một ai biết về sức mạnh thực sự của nó. Thậm chí là ngay cả Sanji cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Vegapunk cho rằng hình dạng thực sự của Luffy khi biến hình giống hệt như một vị thần. Thanh niên đã phải thốt lên rằng Luffy vốn là một tên đại ngốc. Dù không thực sự có ý chê bai, nhưng không thể phủ nhận với những gì mà chúng ta được biết về Luffy, khẳng định sẽ chẳng có một ai có thể liên tưởng cậu tới hình dạng của một vị thần cả. Nhưng dù sao, với sức mạnh mới này, nếu cậu không báo như mọi lần, thì chắc chắn vị thế của bằng sẽ còn đi xa hơn nữa, chứ không dừng lại ở vị trí tứ hoàng. Zunesa. Zunesa đã được tiết lộ trong chap 1040, chính là một trong những người đồng đội của Joy Boy hơn 800 năm về trước. Tuy nhiên, vì một tội trạng nào đó mà nó đã gây ra khiến cho nó phải cõng cả một hòn đảo Zou trên lưng như một sự trừng phạt cho tới tận bây giờ. Trước khi Luffy tỉnh lại, Zunesa là sinh vật đầu tiên biết đến năng lực trái Nika đã thức tỉnh trên người cậu nhóc Luffy. Không rõ là do yếu tố tâm linh hay thực sự Zunesa đã nghe thấy những nhịp trống mà ông cho là tự do phát ra từ trái tim của Luffy. Nó chính là dấu hiệu đánh dấu sự trở lại của một huyền thoại trong quá khứ, được mọi người gọi với cái tên Joy Boy. Rất có thể, người trước đó từng sở hữu năng lực của trái Nika chính là Joy Boy, và giờ đây, mọi thứ đều đã được truyền lại trên Luffy, để cậu kế thừa tất cả ý chí của người đàn ông đó. Nên là đối với Zunesa, thì việc Luffy thức tỉnh Nika không khác gì một cảnh tái ngộ của ổng với người đồng đội cũ vậy. Lucy. Một cái tên sáng giá góp mặt trong danh sách này không ai khác ngoài Rob Lucy. Sau khi trải qua khóa huấn luyện cấp tốc, thì giờ đây chúng ta đã nhìn thấy anh cả của CP0 khoác lên mình tấm chiếu mới từ báo đốm trở thành báo đốm hoa cùng với những hoa văn đặc trưng của hệ Zoan. Khi thức tỉnh, anh chàng đã có màn lột xác hoàn toàn tại đảo Egghead và có ý định giật spotlight của Kulu trong khi của cậu đang chiêu trên hòn đảo này. Hơn nữa, máu hơn thua đã ngấm trong máu và chỉ chờ thời khắc anh tỏa sáng huy hoàng tại sân chơi này nhằm cứu vớt lại những gì đã mất trong quá khứ. Nhưng tất cả chỉ là hào quang rực rỡ, chỉ với một cú đấm của mũ rơm đã suýt tuyển bay màu sát thủ hàng đầu thế giới. Còn bảo hòa của chính phủ thế giới được cử đến để xử lý Vegapunk. Tuy nhiên nhiệm vụ thì không thành, mà có nguy cơ Lucy sẽ phải bỏ luôn cái mạng ở đó. Nhưng thanh niên này vẫn méo thể tin được làm thế nào mà đẳng cấp của một kẻ từng bị mình bón hành ngập mồm trước đó giờ đây lại có thể ở tránh xa tầm tay trẻ em tới như thế. Thực sự mà nói thì Rob Lucy không yếu, chỉ là thuyền trưởng của chúng ta quá ao trình mà thôi. Bonnie.
Có thể nói, cơ duyên của cô nàng Bonnie cùng với băng mũ rơm có khá nhiều điểm đặc biệt. Cả Luffy và cô nàng đều là những siêu tân tinh và có mặt trong 12 thế hệ tồi tệ nhất. Trong khi Bonnie từng vô tình cứu Zoro khỏi mớ hỗn độn liên quan đến Thiên Long Nhân và cả hải quân, thì tại SS, băng mũ rơm đã cứu được cô nàng khi bị tấn công bởi quái vật bảo vệ SS. Mặc dù không được đề cập đến nhiều, thế nhưng dựa vào lời nói của bà chị, ta có thể thấy rằng cô nàng này cũng khá là quan tâm tới tình hình thế giới, đặc biệt là băng mũ rơm. Vì cô nàng đã hỏi Luffy về hình dạng trên tấm truy nã mới nhất của cậu, đó là khi cậu ở trạng thái thức tỉnh kia năm, mà từ đó cô đã được chính thuyền trưởng mũ rơm giải thích đó là hình dạng của cậu khi ở trong trạng thái hoàn toàn tự do, một đặc điểm mà ai cũng biết về Dika rồi phải không? Mặc dù sau đó cô nàng vẫn còn khá thắc mắc về trạng thái tự do mà Luffy nói tới. Dường như cô nàng cũng không quá quan tâm tới vấn đề đó, nên có thể hiểu Bonnie cũng chỉ biết sơ qua năng lực mới này của cô cậu mà thôi. Shanks. Sau khi nhìn thấy hình Luffy trắng bóc trong bài báo về cậu, thì Shanks đã cười và bắt đầu hành trình tranh One Piece của mình. Biết đâu, mọi chuyện cho đến nay đều đã được Shanks dự đoán từ rất lâu rồi thì sao? Vì vào khoảng 13 năm về trước, Shanks và Thủy Thủ Đoàn vì một lý do nào đó mà đã cướp tay trên của chính quyền thế giới một trái ác quỷ, chúng ta đều biết. Với tính cách của Shanks thì thay vì đi gây sự với hải quân và chính quyền thế giới, điều đó còn không bằng việc lượn lờ ở trên biển Đông vài vòng hay ngồi nhậu nhẹt. Vậy thì lý do gì mà thuyền trưởng tóc đỏ lại có thể hành động một cách đột ngột như thế? Phải chăng tóc đỏ đã biết tới sự tồn tại của trái Nika và không muốn nó rơi vào tay chính quyền thế giới nên mới cướp trái ác quỷ này? Chắc chắn nhiều anh em cũng đã hoặc đang có suy nghĩ giống như mình phải không? Bởi chẳng có lý do gì khi đó một bằng hải tặc vừa giành tiểu tốt như Shanks lại có thể đối đầu với lực lượng hải quân hùng hậu hay một thế lực đằng sau đó là chính quyền thế giới. Hơn nữa thì Shanks cũng là người đã hy sinh một cánh tay của mình cho con vua biển để đánh cược cho thế hệ mới. Phải chăng vào lúc Shanks biết được rằng Luffy đã ăn trái ác quỷ đó thì cậu sẽ chính là người có thể thay đổi cả thế giới, lật lại trật tự vốn có như ban đầu của nó? Yamato Momonosuke. Trận chiến diễn ra ở Wano có lẽ sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong tâm trí người dân khi đó về người anh hùng đã lật đổ chế độ tăm tối mà Kaido và Orochi đã thiết lập trước đó. Yamato, Momonosuke, những người đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến giành lại sự tự do ấy, đã được chứng kiến thời khắc Luffy hoàn toàn thức tỉnh. Cùng với nụ cười mang thương hiệu kem đánh răng Nika, Luffy đã bón hành cho Kaido, phá hủy đảo quỷ Onigashima như rửa mối nhục cho Oden, phá tan xin xích cho Wano, trả lại cho Momonosuke, nơi mà cậu nhóc gọi đó là nhà. Mặc dù cả hai đều không biết đến Nika trong câu chuyện thần thoại cổ, nhưng hình ảnh của một chiến binh vĩ đại đã hiện ra trước mắt họ, người đã coi họ là bạn và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. Có lẽ ý nghĩa mà Luffy mang lại không lớn như Nika, nhưng nhìn trong mắt Yamato, Momonosuke và toàn bộ người dân Wano quốc của cậu chính là người đã đem đến sự tự do cho vương quốc này.